Kính chào quý vị khán giả đang đến cùng với chúng tôi thì chương trình Tin Việt. Chúc quý vị và các bạn thật nhiều sức khỏe để đón xem những thông tin mới nhất, nóng nhất và chính xác nhất mà Tin Việt sẽ mang đến cho quý vị ngay sau đây. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đại Hồng Thủy đã tấn công, điều khiến Trung Quốc khóc hận khi hệ thống hồ chứa cả nước thất thủ. Trung Quốc tiếp tục đưa ra cảnh báo màu cam với mưa lớn, lũ quét, sạt lở, dông tố hoành hành chưa dứt. Thành phố Trùng Khánh ở Tây Nam Trung Quốc đang trải qua một trong những trận lụt tồi tệ nhất những năm gần đây, chủ yếu do năng lượng trữ nước của các hồ chứa tại thượng nguồn sông Dương Tử. Mối đe dọa được cho là đáng sợ hơn khi có thông tin các đập thủy điện trên sông Kim Sa, một nhánh của sông Kim Tử đã hoạt động hết công suất. Trong giai đoạn mưa lớn vừa qua, nhiều tin đồn bắt đầu xuất hiện nói rằng lượng nước dâng cao ở đập Tam Hiệp tại Nghĩa Xương, tỉnh Hồ Bắc, điểm di tích giữa trung lưu thượng lưu sông Dương Tử, đã gây ra tình trạng nước lên ở Trùng Khánh. Nhà chức trách và các chuyên gia Trung Quốc khẳng định thông tin này là không có cơ sở. Trong thế kỷ trước, Trung Quốc đã xây dựng có chọn lọc các đập thủy điện. Bởi sự thiếu hụt về nguồn vốn, đây là những dự án then chốt mang lại lợi ích xã hội toàn diện, cung cấp điện năng và giảm rủi ro lũ lụt. Như vậy, nhà chức trách cần phân bổ thêm nguồn lực, bao gồm ngân sách để xây thêm các cơ sở tích trữ nước nhằm cải thiện hệ thống kiểm soát lũ lụt. Trong tình hình mưa lớn tiếp tục đổ vào các sông, hồ và dự báo tiếp tục trong những ngày tới, tỉnh Chiết Giang ở miền đông Trung Quốc vào ngày hôm qua đã nâng mức phản ứng lũ lụt khẩn cấp lên cấp cao nhất ở khu vực lòng sông Buchen. Đến 19 giờ tối qua, mực nước ở hồ chứa trên sông Dương Gian, dự án kiểm soát lũ quan trọng ở vùng thượng du sông Buchen đã lên đến gần 108,5 m, vượt qua mức tích nước thông thường. Giới chức địa phương cảnh báo mực nước này tiếp tục dâng cao và dự kiến lập kỷ lục mới. Hồ chứa này đã phải mở đập xả tràn lần đầu tiên trong 9 năm để hạ thấp đỉnh lũ. Nhiều con sông ở khu vực đồng bằng chính của tỉnh đang chứng kiến mực nước dâng lên mức cảnh báo. Tại tỉnh Hồ Bắc, chính quyền cũng đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp 4 và tiến hành cứu trợ, cứu nạn từ trưa ngày hôm qua sau khi lũ lụt nghiêm trọng và ngập úng xảy ra trên diện rộng. Đài quan sát quốc gia của Trung Quốc vào trưa ngày hôm qua đã đưa ra cảnh báo màu cam về tình trạng mưa lớn và tàn phá trên nhiều địa phương của đất nước. Từ sáng ngày mai đến sáng ngày tiếp theo, mưa lớn và bão dự kiến xảy ra các tỉnh Quý Châu, Vân Nam, Từ Xuyên, Quảng Tây. Trong khi Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc cảnh báo một số địa phương của tỉnh Giang Tây có thể chứng lượng mưa lên đến khoảng 260 mm trên giây. Trung Quốc có hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 mức màu sắc, có màu đỏ là cấp độ nghiêm trọng nhất, sau đó là cam, vàng và xanh da trời. Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc khuyến cáo chính quyền các địa phương cảnh giác với lũ lụt, rủi ro và lở đất, đồng thời đề xuất tạm ngưng các hoạt động ngoài trời tại những khu vực nguy hiểm. Trong 24 giờ qua, tình hình thảm họa thiên tai tại Trung Quốc vẫn diễn biến liên tục không ngừng. Theo DKN đưa tin, vào tối qua, trong những trận mưa lớn liên tục nhiều ngày kèm theo những cơn lốc xoáy dữ dội, tại châu tự trị Hoàng Hà, Trung Quốc bất ngờ phải hứng chịu một trận lũ quét hết sức kinh hoàng, cùng với đó là một trận động đất mạnh 4,7 độ Richter. Những thảm họa này chồng lên nhau đã khiến một lượng nước khổng lồ chảy xuống xối xả với tốc độ thật sự rất khủng khiếp. Những đại thảm họa này gây ra những thiệt hại cho đất nước Trung Quốc là không thể kể xiết. Khi giờ đây bão chồng bão, lũ chồng lũ liên tiếp tàn phá Trung Quốc, đây là từ một cường quốc đứng thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ, thì Trung Quốc đại lục hiện tại liên tục gánh chịu hàng loạt thảm họa do thiên tai gây ra, gây thiệt hại lớn về người và của. Theo các chuyên gia dự đoán, với tình cảnh hiện nay thì Trung Quốc rất khó lòng để phục hồi lại như trước, và dự là 100 năm nữa cũng chưa chắc ngoi đầu lên được. Giờ đây, thiên nhiên đã cho nhà cầm quyền Trung Quốc Tập Cận Bình được tọa nguyện và thỏa cơn khát bấy lâu nay, khi đâu đâu trên đất nước đại lục cũng toàn là nước là nước. Mưa to ròng rã từ đầu tháng vừa qua tiếp tục cho người Trung Quốc bị ngập chìm trong biển nước. Động đất làm vỡ đê cũng hàng loạt dị tượng khác bắt đầu ứng nghiệm. Điềm báo vỡ đập là có thật, khiến cho chính quyền Tập Cận Bình đang mất ăn mất ngủ. Theo một tờ báo địa phương của Trung Quốc cho biết, nước này hôm qua lại tiếp tục có những trận động đất và vỡ đê. Nhiều nơi còn xảy ra lũ quét, lũ ống, sạt lở nghiêm trọng làm cho người dân của nước này phải chạy sơ tán khắp khẩn cấp. Bên cạnh đó, có rất nhiều người cho đến nay đã bị lũ dữ cuốn trôi chưa tìm thấy tung tích. Tờ báo của Trung Quốc còn cho đăng tải nhiều hình ảnh và video ghi lại cảnh mưa to, gió lớn, động đất, sóng thần kéo dài trong những ngày vừa qua, làm cho mực nước tại nhiều con sông dâng lên cao và ngập lụt vẫn bủa vây toàn bộ những tỉnh phía nam của Trung Quốc. Ví dụ như thành phố Vũ Hán, An Huy, Từ Xuyên, Hồ Bắc và nhiều địa điểm du lịch nổi tiếng của Trung Quốc vẫn bị nhấn chìm trong nước lũ. Có những nơi bị ngập tới 5 m, xuất hiện nhiều tuyến đê bao có nguy cơ bị vỡ trong một vài ngày tới. Ảnh hưởng do cơn bão số 2 trên biển Đông, ước tính lượng mưa tới các tỉnh đo được từ 300 m đến 500 m. Xuống khu vực các tỉnh phía đông nam Trung Quốc, tỉnh Tây Sơn, lũ lụt đã buộc 120.000 người phải sơ tán, phá hủy gần 17.000 ngôi nhà, buộc phải đình chỉ hàng trăm hầm mỏ và làm hư hại 190.000 ha đất nông nghiệp. Tổng cộng khoảng 17,5 triệu người ở tỉnh Sơn Tây đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt gây ra do lượng lở đất, mưa lớn gần gấp 4 lần mức trung bình hàng tháng. Mạng truyền hình quốc tế Trung Quốc đưa tin, các ngôi làng bị nước lũ tràn vào khiến người dân mắc kẹt, gây ra sự cố vỡ đập. Cảnh quay từ trên cao cho thấy trụ đỡ đường sắt cũng bị cuốn trôi để lại đường dây treo lơ lửng trên không. Một số phần của bức tường xung quanh hành cổ Bình Giao được UNESCO xếp hạng cũng bị xói mòn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin 59 đài khí tượng quốc gia đã báo cáo lượng mưa hàng ngày cao kỷ lục. Họ cho biết
Mực nước sông Phan Hai đạt mức cao nhất trong vòng 4 năm qua. Những trận mưa xối xả đã trút xuống nhiều ngày trong tuần trước trên khắp tỉnh Sơn Tây. Trong 12 tiếng từ đêm đến sáng, tỉnh đã ghi nhận lượng mưa trung bình là 31,3mm đã tăng lên 119,5mm trên toàn tỉnh. Trong đó, 19 thành phố ghi nhận mức lượng mưa lên 200mm và tối đa là 285,2mm. Thái Nguyên, thủ phủ tỉnh Sơn Tây đã ghi nhận lượng mưa 185mm, gần gấp 7 lần so với mức trung bình của cùng kỳ năm 2020. Hãng thông tấn nhà nước Tăng Hoa Xã hôm Chủ nhật đưa tin sẽ có thêm thời tiết lạnh hơn, mưa. Hà Nam, người đứng đầu một trung tâm dịch vụ thông tin thiên tai cho biết phạm vi lũ lụt còn tồi tệ hơn trận mưa lũ thảm khốc xảy ra ở Hà Nam hồi đầu năm 2022, nhưng tác động không hồi tồi tệ bằng. Bản báo cáo cho biết mối quan tâm hàng đầu của Hao đối với cả Sơn Tây là thời tiết lạnh giá đi kèm, hơn 300 người Hà Nam thiệt mạng trong trận lũ lụt kinh hoàng hồi đầu tháng trước. Các trận mưa lớn kỷ lục vẫn tiếp tục kéo dài tới năm nay, đổ bộ vào nhiều tỉnh thành làm tràn hồ chứa, phá vỡ các bờ sông, hệ thống giao thông công cộng và đường xá ở nhiều thành phố. Theo Reuters cho hay, cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến nhiều nước, trong đó có nền kinh tế số 2 và nhà xuất khẩu hàng đầu thế giới là Trung Quốc. Dự kiến chỉ tác động đến hết năm nay, nhiều công nhân sẽ bị thất nghiệp, dự kiến sẽ có một số lượng lớn lên hàng triệu người Hoa lục tràn cao Việt Nam và Đài Loan để tìm kiếm công ăn việc làm cũng như là chạy trốn khỏi tình cảnh thiên tai đói khổ tại Trung Quốc. Mưa lũ tiếp tục dội hàng ngàn tấn nước từ trên trời rơi xuống Trung Quốc từ đêm ngày hôm qua cho đến tận sáng ngày hôm nay vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt, khiến cho nhiều vùng trũng của Trung Quốc vẫn bị chìm trong biển nước. Nhiều ngôi nhà cao từ 5 đến 6 tầng cũng bị ngập tới nóc, thiệt hại là vô cùng nặng nề. Bầu trời của Trung Quốc liên tục tối đen mù mịt bởi những cơn mưa từ thượng nguồn của sông Cương Tử và con đập Tam Hiệp đổ về, khiến cho nhiều tỉnh thành Trung Quốc tiếp tục ngập sâu từ 3 đến 5 mét. Thành phố An Huy, một trong những thành phố giáp với Vũ Hán, Hồ Bắc, Hồ Nam, hôm qua đã được cho là dính trận mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại thành phố An Huy vào lúc 2 giờ đêm đến rạng sáng hôm nay lên tới 500mm, khiến cho một sân bay, bến cảng, một căn cứ quân sự và hàng ngàn căn nhà bị ngập lụt và bị phá hủy, thiệt hại ước tính khoảng 98 tỷ nhân dân tệ. Thế nhưng một người dân 36 tuổi tên là San cho biết, hiện chính quyền của ông Tập vẫn không có động thái gì để lo cho người dân, mà chính quyền ông ta đang mải mang quân ra xâm chiếm biển Đông của Việt Nam. Chúng tôi hoàn toàn phải tự xoay sở và rất nhiều người phải sống trong cảnh màn nhà mất nhà cửa, sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Từ khi bước vào năm 2023, Trung Quốc phải gặp nhiều một điều đen tối, đó là những con quạ đen bay khắp bầu trời của Bắc Kinh, báo hiệu một năm đầy sóng gió với cả chính quyền ông Tập. Và điều đó ngay lập tức đã được ứng nghiệm vào tuần trước cho đến nay. Dịch bệnh COVID-19 và biến thể mới tiếp tục lây lan mạnh các thành phố Bắc Kinh và lây ra các tỉnh thành của đất nước Trung Quốc, làm cho nền kinh tế nước này bị kiệt quệ. Ngoài ra, từ cuối tháng 12/2022 cho đến tận bây giờ, Trung Quốc liên tục gặp những trận mưa to rất to, làm cho lũ lụt ở thượng nguồn sông Cương Tử, con đập Tam Hiệp đổ về vùng hạ lưu, nhấn chìm nhiều tỉnh thành của nước này, làm cho người dân sống trong cảnh màn trời chiếu đất. Lời cảnh báo từ biển nước của Trung Quốc từ những ngày tháng nay có một hai đợt mưa lớn ở các tỉnh thành miền Nam Trung Quốc, khiến Trung tâm Khí tượng Quốc gia nước này phải ban hành cảnh báo mưa bão hầu như mỗi ngày trong suốt những ngày vừa qua. Cơ quan này dự báo trong những ngày tới có thêm hai đợt mưa lớn nữa, thiệt hại nặng nề là điều ai cũng thấy. Truyền thông Trung Quốc đưa tin đến cuối tháng 1/2023, hơn 12 triệu người ở 13 tỉnh thành chịu ảnh hưởng các ngập lụt, 78 người thiệt mạng, gần 100.000 ngôi nhà bị hư hại, mùa màng thất bát, tổn thất kinh tế lên đến 25 tỷ nhân dân tệ, khoảng 4,8 tỷ đô la. Theo báo cáo năm 2021 của cơ quan khí tượng Trung Quốc, và cả tình trạng mưa lớn quá nhiều, các đợt nhiệt độ cao do biến đổi khí hậu tăng dần đều trong vòng 60 năm qua. Không chỉ vậy, từ năm 1980 đến năm 2021, mực nước biển ven Trung Quốc tăng trung bình từ 3,4mm một năm, nhanh hơn mức trung bình toàn cầu, đe dọa nhiều vùng đô thị. Riêng vào năm 2021, mực nước biển quanh Trung Quốc tăng hơn bình thường đến 72mm, theo Bộ Môi trường nước này cho biết. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Việt để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!